Đàn kiện thứ không chỉ khiến khán giả đổ dạp bởi hình tượng cừu mệnh tương liễu vừa bá đạo vừa si tình trong Trường Tương Tư, mà nam diễn viên còn khiến người hâm mộ thích thú với tính cách siêu đáng yêu của mình. Và vẫn còn rất nhiều điều thú vị khác về đàn kiện thứ mà có thể bạn chưa biết, hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Từng được gọi là Thái tử Bắc Hải, đàn kiện thứ sinh ra tại Bắc Hải Quảng Tây trong một gia đình có điều kiện tương đối tốt. Cha của anh là cán bộ ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc, còn mẹ là chủ của chuỗi cửa hàng bánh kem. Với một gia thế tốt như vậy, có một thời gian đàn kiện thứ từng được mọi người gọi trêu là Thái tử gia Bắc Hải. Nhận được thư tình nhưng phải nhờ bố dịch hộ. Vì tính chất công việc của cha mình, đàn kiện thứ đã có một khoảng thời gian học tiểu học ở Nhật Bản. Lúc mới đi học ở Nhật, đàn kiện thứ nhận được một lá thư viết bằng tiếng Nhật ở trường, vì không hiểu tiếng nên anh ấy đã về nhà và hỏi cha mình. Cha của đàn kiện thứ đã dịch nó ra và đọc cho cả nhà cùng nghe, nhưng không ngờ lại là một bức thư tỏ tình. Đây quả thật là trải nghiệm vô cùng thú vị, có vẻ như đàn kiện thứ đã rất điển trai và nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ. Đàn kiện thứ và màn làm quen cảm lạnh với Dương Tử. Dương Tử và đàn kiện thứ thật ra đã biết nhau khá lâu trước khi quay Trường Tương Tư và họ vẫn luôn là bạn bè tốt trong thời gian dài. Quá trình làm quen với nhau của Dương Tử và đàn kiện thứ khá hài hước. Lúc đó Dương Tử rất thích một bộ phim truyền hình và vô cùng muốn biết được kết cục bộ phim, trùng hợp là đàn kiện thứ lại là diễn viên trong bộ phim này. Nên Dương Tử đã tìm xin thông tin liên lạc của đàn kiện thứ để được tiết lộ trước các tình tiết trong phim. Nhưng lúc đó đàn kiện thứ tưởng Dương Tử đang nghiên cứu sử học nên đã đặc biệt giúp cô phổ biến rất nhiều kiến thức và bối cảnh lịch sử liên quan đến phim. Sau đó rất lâu mới phát hiện người bạn này là Dương Tử, còn là một phim chính hiệu khiến anh phải dở khóc dở cười. Sự tích đổi tên thành đàn kiện thứ lúc 5 tuổi. Ban đầu, tên thật của đàn kiện thứ là Đàn Hề Nhĩ, nhưng vì khi còn nhỏ anh chàng quá yêu thích nhân vật Kenjiro kiện thứ lang trong manga Bắc Đầu Thần Quyền. Anh đã nói điều này với mẹ và mẹ anh ấy đã rất thoải mái mà đổi tên cho anh thành đàn kiện thứ lang. Nhưng vì cái tên này hơi lạ nên chữ lang đã bị bỏ đi và nó trở thành đàn kiện thứ như hiện nay. Tài lẻ nhiều không đếm xuể. Ngoài khiêu vũ, ca hát, rap, diễn xuất, đàn kiện thứ còn sở hữu vô số tài lẻ khác như hát hí kịch, chơi các môn thể thao từ cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, bia, đến trượt ván, lướt sóng, trượt tuyết. Ngoài ra, anh chàng còn biết bắn cung, bắn súng, chơi côn nhị khúc, cưỡi ngựa. Đáng nói là, dù chỉ là những tài lẻ nho nhỏ nhưng đàn kiện thứ đều có thể thực hiện chúng ở mức điêu luyện. Được tuyển thẳng vào đại học nhờ khiêu vũ. Từ khi còn rất nhỏ, đàn kiện thứ đã thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với vũ đạo. Năm 2003, khi vẫn còn đang học cấp 2, đàn kiện thứ đã thi đậu vào trường trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh và bắt đầu con đường khiêu vũ Latin của mình. Năm 2006, anh xuất sắc vô địch cuộc thi khiêu vũ thể thao toàn quốc bộ môn nhảy Latin chuyên nghiệp dành cho nhóm tuổi 16. Nhờ thành tích học tập và thi đấu xuất sắc, anh được tuyển thẳng vào trường Đại học Thể dục Bắc Kinh chuyên ngành vũ đạo. Xin tha dùng cho paparazzi chụp lén ở trường quay. Nghe có vẻ hư cấu, nhưng đây lại là một câu chuyện cười có thật. Khi đang quay phim Trường Tương Tư, Vương Hoàng Nghị và đàn kiện thứ đã tóm được một paparazzi tên là Ninh Thái Thần, chuyên chụp trộm ảnh đoàn phim để leak ra ngoài. Tuy nhiên sau khi bắt tận tay, đàn kiện thứ đã đứng ra xin tha cho anh này vì thấy anh chàng paparazzi quá nỗ lực, trèo tít lên ngọn cây để tác nghiệp. Sau đó, Ninh Thái Thần cũng đăng Weibo nói về việc này. Trong bài viết anh nói rằng đàn kiện thứ với một diễn viên nam đứng cạnh, cứ nhìn thẳng camera của tôi rồi chỉ trỏ trỏ. Sau đó nói là, bạn paparazzi này nỗ lực làm việc quá, nếu chút nữa có bị bảo an giữ lại thì tôi sẽ đi xin thả giúp bạn. 1001 câu chuyện dở khóc dở cười với món bún ốc. Bởi vì là dân Quảng Tây chính gốc, nên tình yêu của đàn kiện thứ dành cho món bún ốc là điều không cần phải bàn cãi. Anh có thể trò chuyện về món bún ốc suốt nửa tiếng đồng hồ mà không hề cảm thấy mệt mỏi hay buồn chán. Có một câu chuyện khá buồn cười liên quan đến tình yêu của đàn kiện thứ với món bún ốc. Chuyện là, vào đầu năm 2022, sau khi scandal dùng chân để làm bún ốc và đậu chua bị phanh phui trên mạng, nhiều người đã liên tục tác tên đàn kiện thứ vào chủ đề này và trêu chọc đàn kiện thứ rằng anh đã bị sập phòng. Trùng hợp hơn nữa là, khi đó đàn kiện thứ còn đang làm đại diện cho một thương hiệu bún ốc. Trước đó, đàn kiện thứ cũng có chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ khác của anh chàng với bún ốc. Vài năm trước, nam diễn viên từng mở một xưởng sản xuất bún ốc, nhưng nó đã bị đóng cửa do bị thu hồi đất để quy hoạch dự án. Thế nhưng, sau khi xưởng sản xuất bún ốc của đàn kiện thứ đóng cửa được một thời gian, thì món ăn này lại trở nên vô cùng nổi tiếng trên mạng. Đi thăm trường quay nhưng bị đạo diễn bắt vào diễn. Có thể bạn đã biết,
Đàn Kiện Thứ từng vào vai một con hầu yêu trong phim Pháp Sư Vô Tâm phần 3 2020. Tuy nhiên, nhưng cơ duyên đưa anh đến với vai diễn này hết sức tình cờ và vô tri. Chuyện là, khi ấy Đàn Kiện Thứ đã tới phim trường Pháp Sư Vô Tâm 3 để thăm người em thân thiết Hàn Đông Quân nam chính của bộ phim, thì liền được đạo diễn mời diễn vai khách mời, hầu yêu và ghi hình trong 3 ngày. Điều đáng nói ở đây là, nếu những vai khách mời bình thường khác chỉ cần xuất hiện lộng lẫy hoặc ngầu lòi trong vài phân cảnh, thì vai khách mời ngang hông này của Đàn Kiện Thứ lại bị tẩn bầm dập suốt 3 ngày quay phim. Thật sự không biết nên vui hay nên buồn cho anh chàng nữa. Sau khi câu chuyện này được đào lại, cộng đồng mạng còn nói vui rằng người khác nổi lên bị đào lại lịch sử đen, còn những chuyện mà Đàn Kiện Thứ bị đào lại toàn là quá khứ tấu hề. Thích đóng phim cổ trang vì được mang giày độn. So với mặt bằng chung về chiều cao của các nam thần showbiz thường dao động khoảng từ 1m8 trở lên, thì chiều cao của Đàn Kiện Thứ có hơi khiêm tốn. Đàn Kiện Thứ cũng từng rất mạnh miệng chia sẻ rằng bản thân thích đóng phim cổ trang vì có thể được mang giày độn để tăng chiều cao, anh chàng cũng không ngần ngại khi khoe điều này với mọi người. Học cách diễn động vật từ Châu Tấn. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Đàn Kiện Thứ tiết lộ rằng trước khi khai máy trường Tương Tư, anh luôn tìm cách để thể hiện cho khán giả thấy Tương Liễu là xà yêu, không phải người. Trong quá trình đó, nam diễn viên đã từng xem phim Họa Bì và tham khảo nét diễn động vật hóa yêu từ nhân vật Tiểu Duy do Châu Tấn thủ vai. Tự thiết kế nét riêng cho nhân vật Tương Liễu. Khi xem trường Tương Tư, khán giả có thể thấy Tương Liễu có những cái nghiêng đầu mang nét đặc trưng của loài rắn. Đó chính là chi tiết mà Đàn Kiện Thứ tự thiết kế cho nhân vật xà yêu của mình. Tuy nhiên, những chi tiết nhỏ này chỉ xuất hiện rất ngẫu nhiên với tần suất không thường xuyên để Tương Liễu trở nên tự nhiên hơn, đồng thời cũng trở thành điểm nhấn riêng cho nhân vật này. Sở hữu nhan sắc lão hóa ngược. Đàn Kiện Thứ có thể nói là đại diện tiêu biểu cho những nam minh tinh có gương mặt trẻ trong làng giải trí. Hoàn toàn không thể nhận ra anh năm nay đã hơn 30 tuổi, nhưng nét mặt vẫn rất trẻ trung, không cách biệt quá lớn khi đứng cạnh bạn diễn nhỏ hơn nhiều tuổi. Đôi lúc, khán giả còn cảm thấy gương mặt của anh đặc biệt dễ thương, nước da được bảo dưỡng cẩn thận, trắng đến phát sáng. Những bức ảnh của anh ấy khi còn nhỏ thậm chí có thể cho thấy anh ấy có gen tốt, là kiểu người đẹp trai từ nhỏ, chưa bao giờ biết xấu là gì. Nghiêm túc mài giũa diễn xuất qua từng vai diễn. Trước khi gây bão với vai diễn Tương Liễu đầy phức tạp trong trường Tương Tư, Đàn Kiện Thứ cũng từng khiến người xem phải trầm trồ với những vai diễn khó trước đây. Điển hình là vai Tư Mã Chiêu trong Liên Minh Quân Sư và vai Tào Phi trong Tam Quốc Cơ Mật. Mặc dù cả hai vai diễn Tư Mã Chiêu và Tào Phi đều không phải là nhân vật chính, nhưng đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong xuyên suốt mạch phim. Cả hai là những nhân vật lớn có thật trong lịch sử vào thời Tam Quốc. Nếu Tào Phi sau này trở thành Tào Ngụy Văn Đế của nhà Ngụy, thì Tư Mã Chiêu cũng trở thành Tấn Văn Đế của nhà Tấn. Đàn Kiện Thứ đã diễn hai vai diễn này từ khi họ vẫn còn là thiếu niên đến khi trải qua đủ mọi thăng trầm và đăng cơ xưng đế. Xuyên suốt hành trình đó là những biến động lịch sử và những biến đổi tâm lý không ngừng. Đòi hỏi người diễn viên phải biến đổi liên tục và diễn xuất thật linh hoạt để có thể thể hiện được tính cách nội tâm của nhân vật. Bởi vì không phải là diễn viên xuất thân chính quy, nên để thể hiện được một Tư Mã Chiêu và một Tào Phi thật tốt trên màn ảnh, Đàn Kiện Thứ đã dành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản, lịch sử nhân vật và tự diễn đi diễn lại nhiều lần trước khi ghi hình. Đàn Kiện Thứ từng chia sẻ, may mắn là điều không thể tranh được, như năng lực có thể trau dồi và mài giũa, tôi hy vọng mình có thể tiếp tục được làm việc thật tốt trong lĩnh vực giải trí. Đàn Kiện Thứ là một nghệ sĩ tài năng, lại cần cù, khiêm tốn và còn luôn thân thiện, trân trọng tình cảm của fan, chiều fan hết mức có thể. Vì thế cũng không có gì khó hiểu khi ngày càng có nhiều người yêu thích và trở thành người hâm mộ chân thành của anh. Còn bạn thì sao? Điều gì khiến bạn yêu thích Đàn Kiện Thứ? Chia sẻ với chúng mình dưới phần bình luận nhé! Và nếu thấy video này thú vị thì hãy like video và nhấn nút đăng ký kênh của chúng mình nha! Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo! See you!